Chiều ngày 22 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 12 năm Quý Mão, tại chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024. Chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban tăng sự Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum. Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Vạn Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh. Đại đức Thích Nhuận Thông, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh. Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về tham dự chung. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo nhấn mạnh, Phật giáo tỉnh đã đạt được những thành tựu khả quan trong năm 2023 là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực không ngừng của các thành viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố cũng như chư tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh nhà. Toàn tỉnh Kon Tum hiện có 100 tăng ni tu học, 35 cơ sở tự viện chính thức. Thời gian qua đã được nhà nước thống nhất cho chủ trương thêm 8 nơi để thành lập cơ sở tự viện mới, đang hoàn thiện hồ sơ. Ban nghi lễ tỉnh đã và đang dần việc hóa trong các buổi lễ cầu nguyện thay cho âm Hán Việt. Số lượng đoàn sinh gia đình Phật tử không ngừng tăng lên và hiện tại toàn tỉnh có 16 đơn vị gia đình Phật tử, 864 huynh trưởng và đoàn sinh đang sinh hoạt. Dự thảo phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, Ban trị sự tỉnh sẽ tiến hành xúc tiến thành lập Ban trị sự các huyện còn lại, hướng dẫn người đồng bào thiểu số tu học tiến hành triển khai thành lập Ban quản trị các cơ sở tự viện. Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quang Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum đã chúc mừng những thành quả mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Ông cũng ghi nhận và biểu dương Ban trị sự tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tăng ni cũng như tín đồ Phật tử thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, luôn luôn hoạt động theo đúng hiến chương của giáo hội, sống tốt đời đẹp đạo. Ông mong rằng toàn thể chư tôn đức tăng ni và Phật tử tỉnh nhà tiếp tục tích cực hơn nữa, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện. Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, ông Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh gửi lời chúc đến tăng ni, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, đạt kết quả cao với phương hướng hoạt động năm 2024. Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp, Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự mà Phật giáo tỉnh đã đạt được, qua đó thấy rõ sự tâm huyết, nhiệt thành từ thế hệ tăng ni trẻ trên bước đường hoằng pháp cũng như trên cương vị lãnh đạo. Hòa thượng mong rằng những thành quả này tiếp tục được phát huy hơn nữa để Phật giáo tỉnh Kon Tum ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.